Đầu tiên tôi gửi lời chào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối đến tất cả mọi người. Which ever the country you are staying. Okay, so my wishes and my greetings. Thuộc vào đất nước mà bạn đang ở thì tôi muốn gửi lời chào tương ứng đến với tất cả các bạn. So today I thought maybe it will be good that if we can spend some time doing the meditation. À, tôi nghĩ hôm nay nếu chúng ta dành một ít thời gian để thực hành thiền thì sẽ rất tốt. So today what we do is that the first meditation, what will we do is that as we've done before, we will just observe our breath. We will just look or we will focus on our breath, what we inhale or exhale. Hôm nay cũng như mọi hôm, chúng ta vẫn sẽ thực hành thiền và chúng ta quan sát hơi thở và chúng ta tập trung vào hơi thở của mình lúc mà mình hít vào cũng như lúc mình thở ra. Mình tập trung vào hơi thở của mình trong lúc mình thực hành thiền. So when you look at the breath, what you are inhale or exhaling. So when you are meditating on the breath, what you inhale or exhale, most important thing is that you just try to focus on it. Whenever you get distracted, try to focus back on your breath. Chúng ta hãy thực hành quan sát hơi thở của mình, quan sát hơi thở của mình trong lúc mình thiền. Trong lúc mình quan sát hơi thở của mình thì hãy cố gắng tập trung vào hơi thở của mình. Lúc hít vào cũng như lúc thở ra đều phải tập trung vào hơi thở của mình. Trong lúc mình phát hiện ra rằng mình đã bị phân tâm, không còn có thể tập trung vào hơi thở của mình nữa, thì hãy cố gắng mang tâm tập trung trở lại vào hơi thở. So as the body position, as I told the last time, you should keep your back straight upright, shoulder should be straight. While you are sitting on the chair, then it's a very fine to do the meditation. If you don't have to stay cross-legged, most important thing is you have to keep your back straight and the shoulder should be also straight. Back upright and the shoulders straight. Nói về tư thế ngồi thiền thì chúng ta hãy ngồi với tư thế giữ lưng thẳng, vai thẳng và đầu nhìn thẳng về phía trước. Nếu chúng ta ngồi trên ghế để thực hành thiền thì vẫn được, không sao cả. Và chúng ta không cần phải ngồi bắt chéo chân, tư thế kiết già, không cần phải ngồi tư thế giống như vậy. Và điều quan trọng là trong lúc thực hành thiền chúng ta cần phải giữ cho lưng mình được thẳng, vai thẳng và đầu thẳng và hướng về phía trước. Now close your eyes. Whenever you try to meditate, first thing is that you inhale the exhale the breath very deeply. Inhale the exhale the your inhale or exhale the breath deeply. Then you slowly then you try to focus on your breath. While you are focusing on breath, whenever your mind would get distracted, you should be aware that you have the distracted. Awareness is very important. Rồi chúng ta hãy nhắm mắt lại và mình bắt đầu hít thở thật sâu. Và khi mình hít thở sâu như vậy, mình hãy tập trung vào hơi thở của mình lúc hít vào cũng như lúc thở ra. Và chúng ta hãy chậm rãi và dần dần mang tâm mình tập trung hoàn toàn vào hơi thở đó. Trong lúc mình tập trung vào hơi thở như vậy, mình hãy giữ tâm mình thật sự tỉnh táo để nhận biết rằng lúc nào mình mất tập trung, lúc nào mình vẫn còn tập trung. Khi nào mình nhận biết rằng mình mất tập trung thì hãy cố gắng mang tâm tập trung trở lại vào hơi thở. Do đó, trong lúc thực hành thiền, tâm tỉnh táo rất quan trọng, nó sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được lúc nào mình đã bị mất tập trung khỏi hơi thở của mình. Most important thing is that when you meditate, the most important thing is that awareness should be there. Right. Awareness means that we have to live in the present. Right now, what's happening is that when you're eating the food, you are not aware that the taste of the food. You are not aware of what you are doing. You are thinking something else.
Normally, people used to say that they enjoy the food. How to enjoy the food? You should be aware that what you are eating, you should be aware to the, what kind of the taste is that. So once there is no awareness at all, you cannot enjoy the food at all. Tâm tỉnh táo rất là quan trọng. Với tâm tỉnh táo này, mình làm gì để mình có được cái tâm tỉnh táo này? Những điều mình cần làm đó là chỉ cần sống trong hiện tại. Ví dụ, khi chúng ta ăn thức ăn, nếu mà mình không sống trong hiện tại, mình không thực sự có tâm tỉnh táo, thì mình sẽ không biết được những vị ngon của thức ăn. Những lúc chúng ta ăn, thường mình hay nghĩ đến những chuyện khác. Như vậy, mình không thực sự sống trong hiện tại sẽ không biết được mình đang thực hiện hành động như thế nào. Mọi người trước khi ăn thường chúc nhau, hãy ăn ngon miệng. Khi mình chúc ngon miệng với nhau như vậy, nhưng tâm mình thực sự không có sự tỉnh táo đó, thì làm sao mình có thể cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn. Cho nên ở trong cuộc sống của mình, chúng ta cần phải sống trong hiện tại, và để sống trong hiện tại chúng ta cần phải giữ được tâm tỉnh táo. Cho nên tâm tỉnh táo rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Problem is that we are not living in the present. We always live in the future and the past. Và vấn đề khó khăn của chúng ta đó là mình không thực sự sống trong hiện tại. Tâm mình thường hay sống trong quá khứ hoặc là nghĩ về tương lai. So that can be called as awareness, can be called the mindfulness. Aware that what's happening in the present. So that way when you concentrate on your breath, focus it. Whenever your mind is get distracted, aware that your mind is getting distracted. You should try to generate the awareness. What's the what the happening in the present? Do đó tâm tỉnh táo rất là quan trọng. Tâm tỉnh táo này cũng còn được gọi là chánh niệm. Tỉnh táo hay còn gọi là chánh niệm đó là mình phải để ý và mình phải nhận biết được điều gì đang diễn ra trong cái khoảnh khắc hiện tại. Do đó khi chúng ta tập trung vào hơi thở, khi thiền chúng ta tập trung vào hơi thở, thì chúng ta cần phải có tỉnh táo hoặc là chúng ta cần phải có chánh niệm để mình có thể tập trung hoàn toàn vào hơi thở của mình. Và mình cũng cần có tỉnh táo và cần có chánh niệm để mình biết lúc nào mình đã bị mất tập trung. Do đó, chúng ta cần phải xây dựng thật là vững chãi cái tâm tỉnh táo này, hay còn gọi là cái chánh niệm. Okay, so what will we do is that right now? So we will meditate, okay? We'll meditate and then focus on your breath, okay? Just concentrate on your breath, okay? Bây giờ chúng ta sẽ thực hành phần thiền trong vài phút và tập trung vào hơi thở của mình. So when you're concentrating on the breath, just focus on your breath, okay? What you inhale or exhale the breath. Also, simultaneously, also awareness should be there, okay? Whenever your mind is get distracted, realize that your mind is get distracted. Many times when you're meditating and when our mind is get distracted, still sometimes we will be not aware that our mind is get distracted. So awareness should be there. Và bây giờ chúng ta sẽ thiền và mình tập trung vào hơi thở của mình. Tập trung vào hơi thở có nghĩa là mình phải để ý đến hơi thở của mình lúc mình hít vào cũng như lúc mình thở ra. Và bên cạnh đó cũng phải giữ được tâm tỉnh táo để mình nhận biết được rằng lúc nào mình đã bị mất tập trung. Khi mình biết rằng mình đã mất tập trung thì mình cần phải đem tâm tập trung trở lại vào hơi thở. Có những lúc chúng ta thiền mà chúng ta không tỉnh táo, không chịu để ý, thì khi đó cho dù mình có bị mất tập trung, mình cũng không nhận biết được rằng mình mất tập trung. Do đó mình cần phải tỉnh táo để mình có thể nhận biết được rằng mình đã mất tập trung, để mình có thể mang tâm tập trung trở lại vào hơi thở của mình. Okay, no. Okay, we'll meditate, okay? Two minutes. Chúng ta sẽ thiền trong vòng vài phút.
Yes, sir. Okay, now what will we do is that, okay? Now when you meditate, now what you can do is that when you are today, when you are meditating and you cannot focus very properly on your breath, or when you cannot concentrate very properly, what you can do is that you start with a count of breath up to the 20, okay? Inhale or exhale, count 1, inhale or exhale, count 2, then inhale or exhale, count 3, up till 20. Once you reach the 20, then again you start from the beginning. Again, start from counting from the 1, 2, like that, okay? À, nếu như quý vị thiền, các bạn thiền mà vẫn không thể nào tập trung được vào hơi thở của mình, thì các bạn có thể bắt đầu đếm từ 1 đến 20. Sau khi các bạn đếm từ 1 đến 20, trở lại cái thời thiền của mình, và sau đó nếu mất tập trung thì tiếp tục đếm lại từ 1 tới 20. Yes, Mujer. Yeah, okay, so what we'll do is that now we'll start counting the breath, okay? So up, when you inhale or exhale, count 1. Inhale or exhale, then count 2, up till the 20. After reaching the 20, again you start from the beginning. Inhale or exhale, then start with the count 1, okay? Do like that. Các bạn có thể đếm theo cách sau đây. Mình thở vào, mình đếm 1. Mình thở ra, mình đếm 2. Và mình cứ tiếp tục đếm như vậy cho đến 20. Khi bạn đếm tới 20 rồi thì nếu vẫn chưa thể tập trung được thì mình bắt đầu đếm trở lại ngay từ 1 và đếm lên tới 20. Okay. Okay, so we'll do that, okay? So maybe we'll meditate for a few minutes, okay? Just this counting the breath, okay? Inhale or exhale, count 1 up till 20. Then again you start from the beginning, okay? Chúng ta thực hành như vậy trong vòng vài phút và mình sẽ thực hành đếm hơi thở. Chúng ta thiền và tập trung vào hơi thở và chúng ta đếm hơi thở của mình từ 1 đến 20. Chúng ta thực hành thiền như vậy trong vòng vài phút. Okay, then we'll meditate, okay? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiền.
Okay. Okay. Yes. So, yeah. So now this meditation, now in this week, what you have to do is two things, okay? One thing is that just whenever you have the free time, just start with the counting the breath. This is the one thing. Trong tuần này chúng ta cần phải thực hành hai điều, đó là thứ nhất vẫn tiếp tục thực hành tập trung vào hơi thở của mình, thứ hai chúng ta cũng cần phải thực hành đếm hơi thở của mình giống như là The phương pháp vừa nãy. one other thing is that what you have to do is that this week, whenever you have some free time, what you can do is that you can just try to concentrate on your sound. The concentrating on the sound is you can just say like a sound word like a om, om, om slowly and try to concentrate it. Whenever you are producing that sound, try to make not to say very loudly, say very quietly the om, om, slowly chant the om, om, and try to concentrate that on the sound. Và bên cạnh đó thì tuần này chúng ta hãy thực hành đếm hơi thở của mình, và chúng ta hãy thực hành thêm nữa đó là tập trung vào âm thanh. Tập trung vào âm thanh có nghĩa là chúng ta hãy tự tạo ra một âm thanh để mình có thể tập trung vào đó trong lúc mình thiền. Tự tự tạo ra âm thanh có nghĩa là chúng ta hãy tạo ra âm thanh ôm ôm, và âm thanh đó vừa đủ nghe để mình có thể tập trung vào âm thanh đó trong lúc mình thực hành thiền. So you don't have to pronounce or you don't have to say it very loudly. You can say quietly and say om, om. Just if you can concentrate 1 minute, that will be great. So if you can see that if you keep on the concentrating on the breath or sound quite, I mean, the oftenly, if you keep on doing it, then you will feel that the mind's more relaxing, more, I mean, the peace. Right now, what's happening is that we are thinking too much. We are thinking too much, and a lot of the thoughts are arising in our mind. So our minds don't getting a time to rest. So mind needs a rest. It's overworked. Okay, the mind is overworking. Khi chúng ta tạo ra âm thanh như vậy thì mình không cần phải nói một âm thanh thật là lớn, không cần phải tạo ra âm thanh quá lớn, chúng ta chỉ tạo ra âm thanh vừa đủ nghe để mình có thể tập trung vào âm thanh đó và mình thiền. Khi mà chúng ta có thể tập trung vào âm thanh, hoặc là chúng ta tập trung vào hơi thở, hoặc là đếm hơi thở được tầm 1 phút, thì khi đó cái phần thực hành thiền của chúng ta đã tiến bộ rất là tốt. Nếu mà chúng ta tiếp tục duy trì tiến độ như vậy thì dần dần mình sẽ thấy tâm mình được thư giãn và thoải mái hơn. Thông thường là chúng ta tâm chúng của mình không được thư giãn và thoải mái là bởi vì chúng ta suy nghĩ về quá nhiều điều, làm cho tâm trí của mình hoặc là não bộ của mình hoạt động quá mức cần thiết, hoạt động quá sức, như vậy sẽ dẫn đến là mình mệt mỏi và mình sẽ không cảm thấy thoải mái và thư giãn được. Cho nên khi chúng ta thực hành với tiến độ như vậy, dần dần sẽ cảm thấy tâm mình thư giãn và thoải mái nhiều hơn. Okay, thank you very much. Okay, today we'll stop here. Thank you Hôm very nay much. Thank you very much. tôi sẽ dừng ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị.